chương trình đọc truyện đêm khuya diễn giải kinh pháp cú số 1. Kinh pháp cú số 1. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Tích truyện kể lại, ở tại Xá Vệ có một trưởng giả tên Đại Phú Mahasuvana. Ông ta rất giàu, có nhiều của cải, nhưng chưa có con nối dõi. Một ngày nọ trên đường về, ông thấy một cây rừng có tán lá rộng lớn, nghĩ rằng nơi đây là chỗ ở của một vị thần đầy uy lực. Ông ra lệnh dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp trang hoàng và treo cờ. Sau đó ông phát nguyện, nếu có con sẽ đến đây tạ ơn vị thần một cách xứng đáng. Sau đó ít lâu, vợ ông mang thai, hạ sinh một bé trai, ông đặt tên là Bảo Trợ. Ý là nhờ có sự chăm sóc của cội cây kia nên ông mới có con. Ít lâu sau, vợ ông lại hạ sinh thêm một bé trai nữa, ông đặt tên là Bảo Trợ Em. Anh là Mahabala, Bảo Trợ Anh. Còn em là Kula Bala, Bảo Trợ Em. Đến tuổi trưởng thành thì dựng vợ cho hai người con xong, ông bà lần lượt qua đời, để lại tài sản cho hai anh em. Một ngày nọ, Mahabala, Bảo Trợ Anh gặp các cư sĩ kéo nhau đến tỉnh xá, nơi Đức Phật cư trú và thuyết pháp. Mahabala xin đi theo. Đến nơi, anh ngồi một góc lắng nghe Đức Phật thuyết pháp. Hôm đó, do thấy được căn cơ của Mahakula, Đức Phật đã thuyết về trí tuệ, bố thí, trì giới, sanh thiên, nghiệp báo, ngu si và uế trược của dục lạc, phước lành của việc xuất gia. Sau khi nghe xong bài pháp thoại, Mahabala nhận định được việc con người từ giã cõi đời cũng chỉ còn lại hai bàn tay trắng, không mang theo vợ con, tài sản. Vậy sống đời tục gia có ích lợi gì đâu? Và anh đã quyết tâm từ bỏ đời sống tục gia, bao nhiêu tài sản cho hết người em trai. Sau đó anh gia nhập tăng đoàn. Sau khi gia nhập tăng đoàn, Mahabala xin Đức Phật pháp hành thiền để khai mở minh sát tuệ, chứng quả vị A-la-hán. Ngài cùng 60 vị đến một khu làng khất thực và tìm một khu rừng để hành thiền độc cư trong 3 tháng. Ngày đầu tiên, Mahabala gọi các tỳ kheo tới và nói: Này các huynh đệ, trong 3 tháng an cư, bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, các vị tu mấy oai nghi? Dạ, bốn oai nghi, bạch đại đức. Nhưng có thích hợp không? Chúng ta phải thật chánh niệm, tinh tấn, bốn thứ, sanh, già, bệnh, chết, luôn trực chờ kẻ giải đãi tán tâm. Vì thế các huynh đệ hãy tinh tấn chánh niệm. Còn ngài, bạch đại đức, tôi thì chỉ có 3 oai nghi: đi, đứng, ngồi, và tôi phát nguyện không đặt lưng nằm. Các vị khất sĩ nghe xong hoan hỉ lời phát nguyện của tôn giả. Sau
tháng thứ nhất, Mahabala bắt đầu thấy nhức con mắt. Mọi người cho gọi y sĩ đến khám mắt cho ngài. Y sĩ rất tận tình, nhưng không thuyên giảng. Lý do, y sĩ yêu cầu Mahabala phải nằm nghỉ ngơi, nhưng không được. Lời phát nguyện đã lớn mạnh hơn việc chữa bệnh, cũng như xem nhẹ thân thể mà coi trọng việc giữ gìn giới luật và quyết tâm tu cho đến chứng đắc. Cuối cùng thì con mắt của ngài đã bị mù, nhưng ngay đó ngài đã chứng được quả vị A-la-hán, an trú trong an lạc của minh sát tuệ, giải thoát tất cả lậu hoặc, chứng tam minh lục thông. Đến cuối kỳ an cư, tất cả 60 vị đã lần lượt chứng quả vị A-la-hán. Tất cả đều trở về sau mùa an cư, nhưng do con mắt bị mù, lại không muốn vướng bận, nên các huynh đệ Mahabala đã từ chối việc cùng đi về, mà muốn ở lại nhờ nhắn dùm em trai đưa người đến để dẫn ngài về. Các vị khất sĩ phải nghe theo lời dạy của tôn giả Mahabala. Trên đường về nhắn lời đến người em trai, và gia đình đã cử con trai họ đến để dẫn ngài về. Do trên đường sợ gặp việc dữ, nên các vị khất sĩ quyết định tạm xuất gia cho người cháu kia, để khi trở về sẽ hoàn tục trở lại. Người cháu kia tìm đến nơi ẩn cư của Mahabala, đưa ngài trở về. Người cháu cầm đầu gậy để dẫn đường cho tôn giả. Khi đến giữa rừng, bỗng nghe tiếng hát trong veo của một cô gái. Người cháu sanh tâm động niệm, nói Mahabala chờ một lát sẽ quay trở về. Người cháu men lối rừng, đi tìm đến nơi có giọng hát của cô gái. Và trong phút đam mê không kiểm soát, người cháu đã phạm giới. Về phía tôn giả, chờ hoài không thấy người cháu trở về, lại nghe tiếng hát của cô gái trẻ, và ngài đã biết chuyện gì đã xảy ra. Sau một hồi rất lâu, người cháu trở về, nói Maha cầm đầu gậy để tiếp tục lên đường. Tôn giả Mahabala nói, này Sa Di kia, có phải ngươi đã sanh tâm tà hạnh bất chánh? Người cháu cúi đầu im lặng. Tôn giả nói tiếp, ngươi đã phạm giới uế trược, ngươi không đủ tư cách để nắm đầu gậy của ta, hãy đi đi. Người cháu hoảng sợ, lột bỏ tấm áo tu hành trên người, mặc lại đồ của một cư sĩ, xin sám hối tôn giả. Nhưng ngài vẫn không chấp nhận. Ngài nói, này con, một kẻ xấu ác dù tại gia hay xuất gia vẫn cứ là kẻ xấu ác không thay đổi. Khi còn khoác y sa di mà chú không giữ được phạm hạnh, thì liệu chú có là người tốt khi làm cư sĩ hay không? Một kẻ tội lỗi như chú không bao giờ được nắm đầu gậy của ta, hãy đi đi. Sau đó ngài đọc câu kệ, ôi ánh sáng mắt ta đã mất, con đường dài mệt mỏi xiết chi, đi cùng với kẻ ngu si, thà rằng nằm xuống chẳng đi không màng. Ôi ánh sáng mắt ta đã mất, con đường dài mệt mỏi xiết chi, đi cùng với kẻ ngu si, thà rằng phải chết chẳng đi không màng. Sau khi nghe xong, người cháu xấu hổ bỏ vào rừng, rồi đi luôn không trở lại. Đức hạnh của tôn giả Mahabala khiến cho Đế Thích cảm động. Vua trời Đế Thích hóa hiện làm người đi đường và dẫn đường cho tôn giả về tới tịnh xá Kỳ Viên, nơi Đức Phật đang cư ngụ. Sau khi trở về tịnh xá gặp Đức Phật, 60 vị ẩn tu cùng Mahabala hỏi Đức Phật nguyên do tại sao Mahabala lại bị quả nghiệp mù hai con mắt. Đức Phật kể rằng,
đó là lầm lỗi trong quá khứ của Mahabala. Này các tỷ kheo, trong kiếp quá khứ có một vị thầy thuốc đi dạo trong xóm. Ông ta rất giỏi về y thuật. Gặp một người phụ nữ bị mờ hai con mắt, ông thầy thuốc hứa sẽ chữa khỏi cho cô ta. Còn người phụ nữ hứa, nếu chữa khỏi thì tôi và con trai, con gái sẽ hầu hạ thầy. Tốt lắm, tôi sẽ kê đơn thuốc và bà sẽ khỏi. Sau khi bôi thuốc được lần đầu, mắt của người phụ nữ đã sáng lại. Hạnh phúc chưa được bao lâu, bà ta giật mình nhớ lại lời hứa. Bà hối hận, rồi tính gạt lại ông thầy thuốc kia. Khi thầy thuốc đến thăm hỏi, bà nói: trước đây mắt tôi đau ít, nay dùng thuốc của ông xong, đau dữ dội hơn. Ông thầy sau giây phút ngạc nhiên, vì ông rất tin vào khả năng chữa trị của mình. Sau đó, liền hiểu ra ý đồ của người phụ nữ này. Ông nói: được rồi, tôi sẽ bào chế thuốc tốt hơn, đảm bảo sẽ khỏi ngay, bà yên tâm nhé. Ông thầy thuốc trở về nhà, bào chế một loại thuốc cực độc, rồi đem đến cho bà ta, dặn bà phải bôi ngay. Người phụ nữ chẳng hề nghi ngờ gì, liền bôi ngay, và kết cuộc bà ta đã bị mù hoàn toàn. Kể chuyện xong, Đức Phật nói: tiền kiếp xưa Mahabala chính là ông thầy thuốc. Vì sự sân hận, ông đã làm cho người phụ nữ kia bị mù hai con mắt. Đức Phật nói tiếp: này các tỳ kheo, đệ tử của ta làm ác nên bị ác nghiệp theo đuổi từ đời quá khứ cho đến kiếp hiện tại, như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe. Rồi ngài tuyên đọc bài kệ như một dấu ấn cho bài pháp thoại. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Pháp cú số 1. Chương trình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.